Hoa tự la lan hay còn được gọi với cái tên thân thương là hoa chuông tình yêu. Những bông hoa đủ màu sắc cam, đỏ, tím, hồng như những chiếc chuông đang nô đùa với gió. Với vẻ đẹp đầy sức sống của loài hoa này đã chiếm trọn tình cảm rất nhiều người yêu cây cảnh. Đặc biệt, hoa tự la lan sẽ cho hoa sau 60 ngày gieo trồng. Giống hoa tự la lan rất dễ trồng, ít sâu bệnh, có tuổi thọ đến số năm. Với vóc dáng nhỏ bé chỉ từ 12 đến 15cm nên hoa tự la lan cực thích hợp trồng chậu để trang trí bàn ăn, phòng khách, phòng làm việc hay bên khung cửa sổ. Cũng có thể trồng trong giỏ treo ở ban công. Với một chậu hoa xinh đẹp như tự la lan, không chỉ làm đẹp cho không gian sống mà còn là một món quà vô cùng ý nghĩa. Trong tất cả các loài hoa làm cảnh thì hoa tự la lan mang biểu tượng tình yêu cho đôi lứa, luôn sâu đậm, nồng nàn và bền vững nhất. Với chậu hoa màu tím thể hiện sự thủy chung, son sắc, màu đỏ thể hiện cho tình yêu luôn rực cháy. Vậy nên, nhờ ý nghĩa của loài hoa này mà chúng đã trở thành những món quà tặng người thân yêu của mình vô cùng độc đáo. Nếu bạn nhận được một chậu hoa tự la lan của ai đó, thì bạn nên biết rằng tình cảm của người ấy dành cho bạn vô cùng chân thành và sâu sắc nhất. Sau đây, cung cấp hạt giống sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết để trồng và chăm sóc một chậu hoa tự la lan tại nhà nhé. Đối với hoa tự la lan, chúng ta có hai cách trồng. Cách trồng thứ nhất là trồng với đất và cách trồng thứ hai là cách trồng thủy canh. Đối với cách trồng thứ nhất, đầu tiên bạn đem viên nén sơ giường ngâm với nước từ 5 đến 7 phút cho viên nén nở ra. Sau đó có thể gieo hạt giống trực tiếp vào lỗ giữa viên nén hoặc bóc nhuyễn viên nén trộn đều với đất và gieo hạt vào trong đó. Sau 3 đến 5 ngày thì hạt giống bắt đầu nảy mầm. Nhớ tưới nước đều đặn cho cây những ngày này. Lượng nước phải vừa phải, tránh tình trạng dư ẩm. Để tiến hành trồng hoa tự la lan thủy canh, ngoài sử dụng nước thông thường, chúng ta cần có thêm bột dinh dưỡng thủy canh. Bột dinh dưỡng thủy canh là hỗn hợp các vi chất dinh dưỡng và khoáng chất cho cây phát triển. Đầu tiên, bạn lấy cây con từ 5 đến 7cm đã ươm sẵn ở trong viên nén sơ dừa. Sau đó đem rũ đất và rửa sạch rễ, chuyển chúng ra bình thủy tinh hoặc là lọ nhựa. Bạn đã pha sẵn nước vào bột dinh dưỡng thủy canh, pha theo tỷ lệ có sẵn trên bao bì. Khi thay nước cần phải đảm bảo là nước sạch, không có phèn, không vôi, không mặn và không cờ lo. Nếu sử dụng nước máy, chúng ta phải hứng nước sau một đêm, mang ra phơi nắng cho cờ lo bay hết. Vào mùa nắng thì 3 đến 5 ngày bạn thay nước một lần. Vào mùa mưa hay mùa lạnh thì từ 7 đến 10 ngày thay nước một lần. Trường hợp khi phát hiện ra rễ hoa bị thối do nhiệt độ cao hay phân bón nhiều, phải lập tức thay nước, đồng thời cắt bỏ phần rễ thối, thay nước hàng ngày cho đến khi mọc lại rễ phát triển bình thường. Vậy là khoảng sau 60 ngày từ khi gieo trồng thì bạn đã có một chậu hoa tự la lan vô cùng xinh đẹp và nhiều màu sắc. Chúc các bạn thành công!